chống mọi ban trộm rã, giục em vào hội xuân. Đây là ban chợ Tết, bánh chưng và dưa hành. Bạn theo câu đố rõ, bạn lên vài bức tranh. Sang hoa xuân rực rỡ, đào khoe nụ thắm hồng, mai vàng tươi như nắng. Sâu sẻ ơi, dạ. Mấy chị em mình đi lượm me để làm đá me uống ngang. Dạ. Rồi cầm rổ lên đi. Đi 20 năm rời xa mái trường, thầy cô, bạn bè và cả mái nhà thân yêu để đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, tiếp tục học nghề rồi đi làm với biết bao thứ để lo toan, nào là tìm chỗ an cư, ổn định công việc. Để rồi một ngày nọ trở về nơi mình được sinh ra, được hòa mình với thiên nhiên, được chơi đùa với bọn trẻ, như được sống lại những giây phút của ngày xưa, tự dưng lòng nhẹ tên. Rồi được đọc bài cùng bọn trẻ, cái hình ảnh hồi còn đi học cứ thế hiện ra trong đầu, nhớ thầy cô, bạn bè, mái trường và cả góc sân nho nhỏ với cây bàn, cây còng, cây điệp, cây phượng. Nhớ cả giờ sinh hoạt dưới cờ, những buổi ra chơi, nào là được ăn bánh còng, bánh cam, bánh bò, bánh da lợn, rồi được uống nước đá bào, nước me, nước chanh muối cho no bụng, rồi tiếp tục học cho đến khi ra về. Tự dưng mong ước được trở về, cái thời còn đi học quá đi thôi. Bây giờ mình lẩu me nha. Lẩu me để làm nước đá me uống nha.
chào hai em. Chào chị. Mới đi học về ha. Đúng rồi. Nay học thể dục đúng không? Đúng vậy. Trời ơi, giờ mình làm cái nước me mình uống ha. Chế cho mỗi em một miếng nước chị đường. Chưa bỏ đường đi. Để chị bỏ sao? Đổ rồi. Đổ rồi. Rồi đây. Quậy lên. Quậy cho tan đường nha. Quậy cho đều đường nha. Dạ. Cái này mà hồi bỏ vô hả chị? Đúng rồi, đậu phộng lát mình bỏ vô. Người ta có bán đá bào nữa. Em hỏi người ta có bán
Con hỏi người ta có bán bánh mì không, con người ta nói không. Không. Thì chắc có mỗi chị bán rồi. Chị bán ngon nhất. Nói chị chừng nào á ra chuồng á. Xong rồi chị dạy hết đó. Học sinh á thì đi bán bánh mì. Kiếm được nhiều tiền. Vậy hả? Đúng rồi. Nghe nè, mình có hết khỏi mua. Khỏi mua à? Ừ. Sao biết kinh doanh ghê ta? Bên nhà mình có cái mình tự làm đúng không? Đúng rồi. Không biết mình bán mình lấy được tiền.